Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh ATP Khám Phá. Đã bao giờ bạn nhìn thấy con cua khổng lồ nặng 20kg chưa? Vâng, đó là cua Tasmania, được coi là loài cua khổng lồ có trọng lượng nặng nhất thế giới. Tất nhiên, đây cũng là loài cua đắt nhất thế giới với giá lên tới hàng nghìn đô la một con, có kích thước lớn. Tại Việt Nam, cua Tasmania nhập khẩu có giá trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi con với trọng lượng dưới 10kg. Tuy nhiên, cũng có những con cua nặng trên 10kg có giá trên 20 triệu đồng. Vậy, bạn có tò mò loài cua khổng lồ này được đánh bắt như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ nhé! Ngư dân Úc thu hoạch cua khổng lồ nặng 20kg như thế nào? Cua Tasmania. Cua khổng lồ Tasmania chỉ được tìm thấy ở vùng biển phía Nam Úc, từ miền Trung New South Wales đến miền Nam Tây Úc, bao gồm Tasmania. Chúng sống chủ yếu ở độ sâu từ 140 đến 400 mét và ở các vùng biển có nhiều đá. Vì số lượng cua khổng lồ rất hiếm, nên các cơ quan bảo tồn nghề cá ở Úc đã đặt ra các giới hạn và quy định đánh bắt chặt chẽ. Các hạn ngạch đánh bắt cua Tasmania được quy định nghiêm ngặt theo từng năm để bảo vệ quần thể cua. Chỉ những ngư dân thương mại được cấp phép đúng quy định mới được phép đánh bắt cua Tasmania khổng lồ và mỗi tàu được phân bổ một hạn ngạch cụ thể. Các quy định về kích thước của cua cũng được ban hành. Chỉ những con cua được có kích thước nhất định mới được đánh bắt hợp pháp, thường là những con cua được có kích thước 15cm trên mai. Do các quy định chặt chẽ về hạn ngạch nên sản lượng cua Tasmania tương đối nhỏ hơn so với các nghề đánh bắt khác, chỉ ở mức 20,7 tấn mỗi năm nhưng giá trị đánh bắt đạt khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Quy trình đánh bắt cua khổng lồ Tasmania cũng tương tự các nghề đánh bắt cua khác, ngư dân thường sử dụng các loại bẫy cua lớn và bền. Những chiếc bẫy này thường được làm bằng khung thép và lưới, được thiết kế để chịu được môi trường dưới biển sâu. Bên trong bẫy thường đặt một số con cá để làm mồi thu hút cua. Một khi đã chui vào bẫy, cua không thể thoát ra ngoài được. Ngư dân thường thả các bẫy cua xuống những khu vực có quần thể của cua Tasmania sinh sống. Thời gian đặt bẫy thường từ 1 đến 2 ngày để cua có thời gian tìm đường chui vào. Sau khoảng 2 ngày, các bẫy cua được kéo lên tàu bằng tời thủy lực. Vì loài cua này có kích thước lớn nên mỗi bẫy có thể nặng hàng chục kg. Do đó, ngư dân cần các thiết bị hỗ trợ để thả và thu hoạch bẫy. Sau khi kéo bẫy lên tàu, từng con cua được phân loại cẩn thận. Ngư dân dùng thước đo để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kích thước được quy định. Những con cua cái và cua không đạt kích thước sẽ được trả trở lại biển. Cua Tasmania khổng lồ cực kỳ có giá trị, do đó cần xử lý cẩn thận để tránh làm hỏng chân và vỏ cua. Vì điều này có thể làm giảm giá thị trường của chúng. Ngư dân thường xử lý chúng rất cẩn thận để đảm bảo cua luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Không giống như những nghề đánh bắt cua khác, cua khổng lồ Tasmania không được chế biến và đông lạnh. Chúng thường được giữ sống sau khi bị đánh bắt. Những con cua khổng lồ được lưu giữ trong các bể lớn chứa đầy nước biển lạnh ngay trên tàu đánh cá. Điều này giúp đảm bảo cua vẫn tươi cho đến khi chúng có thể được chuyển đến các cơ sở chế biến hoặc xuất khẩu trực tiếp.
Cua Tasmania khổng lồ là sản phẩm hải sản xa xỉ, đặc biệt ở Trung Quốc, Hồng Kông và một số khu vực khác ở châu Á. Nó thường được phục vụ trong các nhà hàng cao cấp. Do kích thước lớn và hương vị thịt thơm ngon nên chúng có giá cao trên thị trường toàn cầu. Loại cua này được đánh giá cao vì thịt ngọt, mềm. Hơn nữa, số lượng hạn chế nên ở nhiều nơi dù có giá thành đắt đỏ nhưng cũng không đủ nguồn cung cho các thực khách. Hiện nay, nhiều cửa hàng cao cấp hoặc một số cơ sở cung cấp các loại thủy hải sản tại Việt Nam cũng nhập khẩu cua khổng lồ Tasmania để làm thực phẩm. Tùy vào thời điểm và kích thước cua mà có giá thành khác nhau, nhiều con cua có giá trị hàng chục triệu đồng. Do đó, không phải ai cũng có thể được thưởng thức loài cua quý hiếm và đắt đỏ này. Cua khổng lồ Tasmania hiện nay cũng đang đứng trước mối lo ngại vì tình trạng bảo tồn. Loài cua này phát triển chậm và trưởng thành muộn. Hơn nữa, các nguy cơ đánh bắt quá mức luôn tiềm ẩn khiến chúng dễ dàng gặp phải tình trạng suy giảm quần thể nếu không được quản lý đầy đủ. Do đó, những ngư dân Úc cần tuân thủ những quy định đánh bắt bền vững để đảm bảo rằng loài này có thể phát triển mạnh trong môi trường sống tự nhiên của nó. Chúng ta vừa khám phá loài cua khổng lồ Tasmania rồi. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Đối với những người yêu thích hải sản ở Nam Florida, Mỹ, tháng 10 có ý nghĩa duy nhất là mùa cua đá chính thức quay trở lại. Cua đá Florida thống trị ngành đánh bắt cá địa phương vào thời điểm này và có thể mang lại lợi nhuận hàng triệu đô la cho ngư dân vùng biển. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi khám phá cách người ta kiếm hàng triệu đô từ cua đá Miami như thế nào nhé! Họ kiếm hàng triệu đô từ loài cua đá Miami bằng cách nào? Cua đá có nguồn gốc từ vùng bờ vịnh của Bắc Mỹ. Chúng sống ở vùng nước nông, thường sâu hơn 10 hoặc 15 feet, chui vào các lỗ trúng đảo ở những khu vực có đáy mềm, bao gồm cát, bùn hoặc cỏ biển, đặc biệt là bên trong hoặc gần các mỏm đá hoặc hệ thống rạn san hô. Chúng được thu hoạch trong quá trình di cư mùa đông về phía Bắc dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Loại cua đá này có giá bán khoảng 40 đô đến 105 đô mỗi bao tại các cửa hàng hải sản ở Miami. Việc thu hoạch, đánh bắt mang lại lợi nhuận cao cho ngư dân.
Bạn có biết phương pháp chủ yếu thu hoạch cua đá Miami là gì không? Đó chính là đặt bẫy và lặn xuống biển để bắt chúng. Bẫy cho đến nay là phương pháp phổ biến nhất và trong nhiều trường hợp là phương pháp hiệu quả nhất. Khi tìm thấy khu vực muốn đặt bẫy, hãy đảm bảo rằng bẫy đã được đánh dấu rõ ràng để người lái thuyền có thể tránh cán phải chúng. Cua đá là loài ăn xác thối, vì vậy mồi bẫy hiệu quả cao bao gồm từ những mảnh vụn và xác cá cho đến các loại thịt thối và thậm chí cả chân lợn. Trong nghề đánh bắt cua đá thương mại, bẫy được đặt thành hàng dài lên tới 100 bẫy, trong đó mỗi bẫy có phao riêng lẻ. Những con cua đá này độc đáo ở chỗ chỉ thu hoạch càng cua và thả con cua còn sống và con cua cái mang trứng phải được thả ngay lập tức với đuôi càng còn nguyên vẹn. Những con cua trưởng thành và đạt kích thước tiêu chuẩn mới có thể được thu hoạch càng. Tuy vậy, để bảo tồn số lượng cua đá, tại Florida nghiêm cấm các dụng cụ có thể đâm thủng, nghiền nát hoặc gây thương tích cho thân cua như ráo, hạt, gắp hoặc móc. Việc thu hoạch càng cua cũng cần nhiều chú ý. Khi tháo càng của chúng, hãy đảm bảo không làm đứt khớp nối càng cua với cơ thể. Nếu bị mất khớp nối sẽ dẫn đến cơ bị rách, cua sẽ bị thương và chúng có thể bị chết khi được thả về tự nhiên. Để thu hoạch càng không nên vặn một cách chậm rãi mà thay vào đó hãy thực hiện một cách dứt khoát và nhanh chóng. Cua đá có thể mọc lại càng sau khoảng 1 năm hoặc một thời kỳ lột xác, nhưng để móng vuốt phát triển trở lại kích thước hợp pháp thì phải mất 3 năm. Cua đá con có thể mọc lại càng một cách nhanh chóng, nhưng những con cua giả sẽ không bao giờ mọc lại càng. Bạn có thắc mắc rằng tại sao người ta không thu hoạch cả một con cua hay không? Mặc dù có kích thước lớn hơn nhiều loại cua khác, nhưng thân hình cua đá rất ít thịt. Hơn nữa, nó không có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy người ta chỉ thu hoạch càng cua. Trái ngược với thân cua, càng cua đá rất nhiều thịt và chất dinh dưỡng. Hơn nữa, khả năng tái tạo càng khiến người ta có xu hướng thu hoạch càng và thả cua về với tự nhiên. Việc thu hoạch thương mại càng cua đá đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của Florida. Nó hỗ trợ ngư dân địa phương, các cơ sở chế biến và ngành thủy sản nói chung. Cua đá là nguồn thu nhập quý giá của nhiều cộng đồng dân cư ven biển, thu hút khách du lịch và những người đam mê hải sản đến để thưởng thức hương vị độc đáo và trải nghiệm ẩm thực. Càng cua đá được luộc trong nước sôi ngay sau khi thu hoạch, có thể thực hiện ngay trên thuyền hoặc tại bến tàu để thịt không bị dính vào bên trong vỏ. Càng của chúng được bán ở dạng tươi hoặc đông lạnh. Càng cua đá Florida được đánh giá cao vì thịt thơm ngon, được coi là một món ngon. Giá càng cua đá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như kích thước, tính sẵn có và nhu cầu. Thông thường, càng lớn sẽ có giá cao hơn do chứa nhiều thịt hơn. Sau khi càng cua đá được thu hoạch, chúng sẽ được vận chuyển đến các cơ sở chế biến để trải qua quá trình làm sạch và phân loại. Các càng cua được phân loại cẩn thận theo tiêu chuẩn kích thước và chất lượng, đảm bảo rằng chỉ những càng cua tốt nhất mới được đưa ra thị trường. Những cơ sở này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng cao và độ tươi của càng cua đá.
càng cua đá được chế biến một cách đơn giản, nhất là luộc chín và chấm với nước sốt đặc biệt. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận được hương vị tươi ngon, ngọt của càng cua. Vỏ càng cua rất cứng nên khi thưởng thức cần có dụng cụ làm vỡ lớp vỏ. Có thể dùng một chiếc thìa và gõ hai mặt của càng là bạn có thể dễ dàng thưởng thức món ngon đặc sản của Florida rồi. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.